Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của anh Nguyên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai đây quý vị ơi. Đây là hàng mới làm ra luôn đây quý vị, là quay giới thiệu liền cho quý vị đây ha. Rồi, chào anh Nguyên. Chào anh Tấn, chào các cô chú anh chị gần xa. Em tên Nguyên, nay em có về khoảng tầm 30 mấy cây phô mai dạo đúc Thủ Đức để giao lưu với các cô chú anh chị. Mong các cô chú anh chị xem kênh Mai Vàng Quy Dưỡng ủng hộ em. Số điện thoại của em là 033-233-910. Cái này cũng hình thức của em bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Vô mã số 36 đầu clip hôm nay. Dạ. Số 36. Quành 30 luôn. Tên 30 luôn anh. Rồi. Quý vị mình dạ. Xem ha, thân cạnh nấm này cao tầm khoảng 60 nha quý vị. Đấy đẹp tay luôn anh em. Đẹp ha. Cái này giao lưu 1,2 triệu thôi anh em ơi. Em dòng đế luôn anh. Dạ. Đấy đẹp luôn, 1,2 triệu. Đấy đẹp luôn ha. Dạ. 1,2 triệu à quý vị ơi. Rồi, mình xuống cây. Tiếp tục lên mã số tiếp theo 37 quý vị ơi. Rồi mã số 37 em này cao tầm khoảng 70 đi quý vị. Cây này cũng đế đẹp luôn anh em ơi. Hoành 27. Rồi để đây. Này giao lưu 450 thôi anh em ơi. Đấy đặt kẹo luôn ha. Dạ. Đó, giá đẹp luôn. 450 quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 38. Cây này trực. Rồi em này lắc. Cao tầm khoảng 80 quý vị ơi. Hoành 23. Để đây quý vị. Con cũ luôn. Cống luôn quý vị ơi. Cái này giao lưu 500 luôn anh em ơi. 500 à. Để con cứng luôn ha. Dạ, 500. Rồi, xuống cây luôn. À, tiếp theo quý vị mã số 39. Cái này cao tầm khoảng 40 quý vị. Hoành 26. Rồi, cũ đế luôn. Này giao lưu 450 luôn anh em ơi. Rồi, 450 quý vị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn rồi quý vị. À, số 40. 40 thì em này cao tầm khoảng, chắc khoảng 1 mét đâu quý vị. Tầm khoảng 1 mét ha. Có cành phóng dưới nè. Hoành 25. 25 hoành. Cây này giao lưu 600 luôn em ơi. Để đẹp nha quý vị. Dạ. 600. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn quý vị. Mã số 41. Em này cao chắc cũng khoảng tầm 60 quý vị ơi. Lùng lực. Tay cành bự bự luôn nè. Đấy đẹp luôn anh em ơi. Hoành 25. Rồi, để đây. Đó, để điều tứ phía luôn. Đó có cộng để chịu. Cái này giao lưu 550 anh em ơi. Đó. Có cộng để bự luôn nè. Đó, cái gì? 550. 550 à. Rồi, xuống cây luôn. Giá cũng yêu thương quá quý vị ơi. Rồi, mã số tiếp theo là 42 ha. Này cao còn khoảng 50 quý vị. Một em trực búp măng quá này. Hoành 26. Để đặt luôn. Cây này giao lưu 600 luôn em ơi. Rồi, 600 quý vị. Giá yêu thương quá. Rồi, xuống cây luôn. Cho anh em dễ chọn đi. Chứ nhà cái... Rồi, mã số tiếp theo luôn. 43. 43 em này cao chắc khoảng 40 không vậy. Tay cành đặt cái tên luôn ha. Tay cành đặt kẹo. Đấy đẹp luôn anh em ơi. Hoành 23. Đây để đây. Kính luôn. Dạ. Cái này giao lưu 500 luôn anh em ơi. Rồi 500 cái gì. Rồi cây luôn. Số 44. Này cao khoảng 40 rồi quý vị. Đấy đẹp luôn anh em ơi. Hoành 22. Để đây quý vị đặt luôn ha. Này giao lưu 300 thôi anh em ơi. Đặt kẹo để luôn. Đó, 300 để đẹp luôn. 300. Giờ anh em biết. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn ha quý vị. Số 45. 45. Này cao tầm khoảng 90 quý vị. Tầm khoảng 90 cao ha. Dạ. Đây này đế cũng đẹp nghe anh em. Hoành 21. Rồi. Để luôn 21 quành để cây này giao lưu 450 anh em ơi. Rồi 450. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 46 gì ơi. Rồi 46 thì em này cao tầm khoảng 70 nhưng quý vị. Quành 19. Rồi để luôn. Này giao lưu 320 luôn anh em ơi. Đó, để đẹp luôn. 320. Tay cành đẹp luôn.
Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 47. Cái này 47. Cao tầm khoảng 80 quý vị. Này để đẹp luôn anh em ơi. Hoành 21. Để đây, để con bự bự chạy đều luôn nè. Này giao lưu 320 luôn anh em ơi. Cái cành đẹp luôn, 320. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Nè, 48. Anh này cao tầm khoảng 80 quý vị ơi. Này cành đặc luôn ha. Đây cành đặc luôn, đế đẹp luôn nha anh em. Hoành 21. Để đây. À, đế đẹp. Này giao lưu 350 thôi anh em ơi. Đế đặc luôn nè, mặt bên kia cũng vậy. Tay cành đẹp luôn. 350 à. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. 49 quý vị ơi. Em này cao tầm cũng khoảng 80 luôn rồi quý vị ơi. 80 ha. Hoành 22. Rồi, để luôn 22 hoành. Này giao lưu 300 thôi anh em ơi. 300 quý vị. Giá yêu thương quá xa luôn ha. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, mã số tiếp theo là 50. Hôm nay cao tầm khoảng 70 đến 80 gì quý vị, chắc khoảng 70 đi ha. Hoành 21. Rồi, để đây. Mình áp vô cho quý vị. Này giao lưu 300 thôi anh em ơi. Tay cảnh cũng ok quá nè ha. 300. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 51. Rồi, 51 thì em này cao tầm khoảng 80 quý vị. Hoành 23. Rồi, để luôn 23 hoành quý vị. Giao lưu 29 thôi anh em ơi, để đẹp luôn. Rồi, 29. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 52. Em này cao tầm khoảng 80 quý vị, tay cành đều luôn nè. Tay cành đều ha. Hoành 22. Để luôn. Đó, đi nơm đẹp luôn nè. Này giao lưu 350 ha anh em ơi. Rồi, 350 quý vị. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 53. Em này cao tầm khoảng 60 quý vị. Tay cành lực luôn anh em ơi. Đế đẹp luôn. Chắc đo trên quá. Dính dưỡng, dưỡng, dưỡng. Dạ, giờ đo trên đây đi. Hoành 24. Rồi, 24. Dạ, đo trên đi. Dưỡng. Hoành 23 đi. Này giao lưu 450 anh em ơi. Rồi, tính 23 hoành như vậy. Rồi, 450. Đế rồi, đẹp. Xuống cây luôn. 450. Rồi, mã số tiếp theo 54. Em này cao tầm cũng khoảng 60 quý vị ơi. Dạ. Tay cành đều luôn. Đều luôn. Hoành 52. Rồi, phụ đế đây. Này giao lưu 400 thôi anh em ơi. Đế bàn, đẹp luôn. Tay cành đẹp luôn, 400 ngàn. Rồi, lên cây mới luôn. Rồi, mã số 55. Này cao tầm khoảng 70 rồi quý vị ơi. Cây này cũng đế cũng đẹp luôn nghe nè. Tay cành cũng đều nè. Hoành 23. Để còng nào nó bự bự luôn ha. Đó, để bắp đều đẹp luôn. Này giao lưu 450 anh em ơi. Rồi, 450. Đó, có rồi, cây mai đẹp luôn. Cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Số 56. 6 hôm nay cao tầm khoảng 60 quý vị ơi. Tay cành cũng đều luôn ha. Nè. Hoành 21. Rồi, để luôn. Này giao lưu 300 thôi anh em ơi. Rồi, 300 quý vị. Rồi, xuống cây luôn, mã số 56 nha quý vị. Rồi, tiếp theo là 57. 57. Rồi, em này cao chắc cũng khoảng tầm 70 ha. Dạ, đế đẹp nghe nè. Xương yếu và đế đẹp. Rồi, để dù anh em ghép. Hoành 24. Để đây. Dạ. Này giao lưu 350 ha anh em ơi. Rồi, 350. Rồi, xuống cây luôn. À, tiếp tục luôn quý vị ơi, mã số 58 ha. Hôm nay cao tầm 80 rồi quý vị ơi. Hoành 22. Đây cụ đế quý vị. Đây. Này giao lưu 300 anh em ơi. Thôi 29 thôi. 209 à quý vị. 29 đi. Rồi. Ok luôn.
Rồi mã số tiếp theo là 59. Này cao tầm khoảng 90 quý vị ơi. Hoành 21. Rồi để luôn. Này giao lưu 270 luôn anh em ơi. 270. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục quý vị ơi, mã số 60. Này lùng lực. Này cao tầm khoảng 40 quý vị ơi. Đấy đẹp luôn. Quanh 17. Đây đây. Này giao lưu 209 anh em ơi. Để đặt luôn. Đặt luôn tay cành đẹp luôn. Rồi giá 29. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 61. 61. 61 thì em này cao chắc khoảng tầm 50 nhưng quý vị. Hoành 20. Rồi để đây. Này giao lưu 250 luôn anh em ơi. Rồi 250 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục là mã số 62. Em này cao chắc khoảng 50 nha quý vị. Hoành 17. Rồi giao lưu 250 luôn anh em ơi. 250. À, số 62 ha. Rồi xuống cây. Tiếp theo mã số 63. 250. Số 63 đây quý vị ơi, em này cao chắc tầm khoảng 70 nha quý vị. Này em mất trúc. Cành cũng đều quá đây nè. Này mất trúc nha. Mất trúc nha quý vị. Trúc mất gì đó. Này hoành 21. Rồi để đây. Này giao lưu 29 đi anh em ơi. Rồi 29. Rồi xuống cây luôn. 64 đây. Rồi em này cao 80 nha quý vị. Hoành 22. Rồi này giao lưu 300 anh em ơi. Rồi 300 rồi quý vị. Rồi xuống cây luôn. Mã số 65. Rồi 65. Em này cao tầm khoảng 50. Hoành 22. Rồi để quý vị giao lưu 270 luôn anh em ơi. 270. Rồi xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 66 quý vị ơi. Em này cao chắc tầm khoảng 70 nha quý vị. Hoành 20. Rồi 20 hoành. Giao lưu 270 luôn anh em ơi. Rồi giá 270 luôn. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo 67. Em này cao tầm khoảng 90 quý vị ơi. Tay cành cũng đặt hết trơn nè ha. Hoành 19. Để luôn 19 hoành. Này giao lưu 300 thôi anh em ơi. Rồi 300 rồi quý vị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 68. Một em lùng lực. Em này cao khoảng 40 quý vị ơi. Lùng lực đấy đẹp luôn. Quá. Hoành 20. Để đâu vậy? Mày giao lưu 320 luôn anh em ơi. Rồi 320. Rồi xuống cây luôn. Rồi 69 luôn. Này co lắc cái dưới đẹp quá nè. Co lắc đẹp luôn, đế đẹp luôn nghe anh em. Đó, đế quay quái. Này cao chắc cũng khoảng 80 quý vị ơi. Này đế nó quay quái. Cái cò dưới đế nhìn đẹp quá này. Quanh 20. Quý vị chơi bonsai cắt ngắn dưới đây chơi ok lắm quý vị. Cắt ngay đây ghép luôn. Rồi chơi bonsai vậy là ok. Này giao lưu 450 anh em ơi. Đẹp quá vậy chơi lùng. Đế đẹp luôn. 450 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 70. Này cao khoảng 70 luôn. Cuối clip mã số 70 cuối clip nghe luôn nghe anh em. Hoành 21. Rồi để bàn xe bích cầu. Này giao lưu 330 luôn anh em ơi. 330 rồi hết cây rồi quý vị ơi. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều á đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Trong quá trình xem ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Nguyên như quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.